thay thế được sản phẩm này nó một cách linh hoạt, và có thể khi mà thay thế thì không cần phải việc nữa cắt bỏ hoặc xây mới bất cứ thứ gì ở trong căn nhà cả. Và hướng đến cho những cái người có thu nhập tầm trung, tức là một khoảng lương của khoảng từ 5 triệu đến 7 triệu đồng trong một tháng. Nên từ những cái khảo sát đó thì em mới đưa ra được tính năng của một sản phẩm máy điện thông minh. Đó chính là thứ nhất là có thể điều khiển được thiết bị của mình cũng thông qua internet luôn, hàng giờ tắt, mình tắt thiết bị.